Hôm nay Trần Anh vừa về tiếp tục mẫu Crew 2015 nè. Xe siêu phẩm luôn em. Nói chung là đồ chơi chủ nhà option lên phải gọi là full kính, bầu trời công nghệ luôn. Hệ thống cảm biến ve, phân khúc C nha, động cơ chỉ có 1.6 à. Mẫu này anh em đi cực kỳ là lành lặn. Thứ nhất không phải là bộ hộp số chuyển động ly tâm. Cái thứ hai nó là dòng xe xài cho toàn bộ hệ thống số sàn. Nó cơ nó chủ động nhiều hơn cho nên là về nói về lỗi số là không có. Nha cô chú anh chị nha. Nước sơn rin còn 65-70% là chất sơn rin, chủ nhà lên cục đèn LED Audi nè anh em. Mới không? Mới tin. Crew chuẩn LS. Form đẹp nha anh em nha. Máy móc em này rin lắm, chủ nhà chạy cực kỳ là giữ kỹ. Nói chung là đồ chơi đâu đó chủ nhà lên lanh quanh chắc cũng phải tầm mấy chục triệu rồi anh em. Mẫu này 25 sẽ tích hợp xi nhan trên gương chiếu hậu nè. Đây cô chú anh chị, dàn mâm vỏ mới tinh nè, bà con coi nè. Mâm là mâm cây ra chấu nha, form mới rồi nha anh em nhé. Nước sơn đẹp nè. Phía trước là cục đèn rin nguyên bản của dòng Crew 79 Khánh Hòa 08769 nè anh em. Đây anh em nhìn cục đèn nè. Cục đèn là mới tinh nha anh em nha. Option nội thất chủ nhà đã trang bị lên những gì thì cùng với Trần Anh trải nghiệm vô tiếp tục phần nội thất. Nè, dàn kính trước nè, không một tí chầy. Nè, anh chị nè, kính nè, anh chị coi có chỗ nào chầy xước trên phần kính kính chắn gió không ạ? Đây, mẫu này 25 form mới thì chúng ta sẽ có hệ thống gương cụp mở nè. Một tính năng thứ nhất, tắp bi cửa keo chỉ đó. Em này hầu như là nguyên bản riêng 100%. Xe không hề có một dấu hiệu xét rỉ luôn. Năm sản xuất 2015 anh em nha. Ốc tán 7 màu nó còn nguyên rin như thế này. Đây là dàn ghế khủng chủ nhà lên nè. Anh chị thấy chủ nhà bọc gàn ghế da xịt đẹp không? Quá mới luôn. Và cái thứ ba cái vô lăng nè. Vô lăng anh chị coi không một tí chảy xước, lên một cái màn hình 12.5 inch cực kỳ lớn luôn. Cũ số là chủ nhà thay cũ số đẹp không? Đó, thay cũ số quá đẹp luôn. Em này là nội thất bọc toàn bộ option nội thất thể thao hết toàn bộ nha anh em. Đây anh em, 5 chỗ ngồi rộng rãi vô cùng luôn. Gia đình đi mẫu này thì quá ok. Qua đời 2015 nó sẽ khác. Phong cũ là nó có khay học tì tay nữa nè, khay đựng nước nè. Phía sau là hai loa nghe nhạc nha anh em nha. Chủ nhà lên lót sàn 5D xịn sò, sạch sẽ không? Từ phần keo chỉ, tán chỉ trong nách là hầu như là nguyên bản hết, rin hết toàn bộ. Đây là phần chốt nè anh em. Đó anh em coi chốt mới không? Anh em nào biết chơi yêu cái đẹp thì alo cho Trần Anh mẫu Crew 2015 này. Mời anh em trải nghiệm tiếp tục vô khoang động cơ máy. Chạy đâu đó 7 đến 8 lít xăng trên 100 km. Đồng hồ đi chuẩn 113.000 thì ôi hỡi người ơi, cục máy đi lắm. Lắc nhẹ chìa khóa nổ máy rồi. Nè, đây là cái phần ghế ngồi nè. Bọc nè, nó ôm sát người luôn bà con. Nó có cảm giác rất là an toàn. Cô chú anh chị nha, một cảm giác nè. Khi mà bà con qua cua nhanh nó không có cảm giác là nó bị trao người. Không có bị trao người, trợ lực em này đầm lắm. Hệ thống chỉnh đèn của em nó đây, chỉnh đèn sáng tối mới tính năng đang hoạt động. Màn hình khủng nè. Màn hình cam ve, đồ xịn không. Hệ thống mút lốc trong xe đầy đủ các tính năng nha. Mời anh em trải nghiệm tiếp tục phần khoang động cơ máy. Đó, xe đẹp không? Quá đẹp mẫu này luôn. Form mới sẽ là vô lăng thích hợp cho anh em nha. Đó, vô lăng là không một tí là phai mờ luôn. Màn hình xịn sò không? hai trăm bốn mươi lăm triệu mẫu này anh em mua Trần Anh sẽ bớt cho anh em từ 5 đến 10 triệu được cho anh em. Xe này chính chủ nha anh em nha, chính chủ luôn. Nói chung mẫu này chủ nhà bán cho Trần Anh người ta cũng không đành lòng người ta bán luôn. Vì sao? Cái xe người ta là chăm chút rất là kỹ lưỡng luôn. Bán đi chưa chắc đã mua được mẫu xe nào thứ hai giống vậy đâu. Nè, cục máy nè, máy số khỏi coi riêng 100%. Anh chị coi nguyên cái dàn mặt nắp đầu của cò là mới tinh. Anh chị thấy không? Người ta đã bảo dưỡng cả dây cô loa cam mới tinh cho bà con rồi nha. Đây là hệ thống dây cô loa cam này. Người ta đã thay mới tinh cho anh em hết rồi. Từ mặt lúc bê nè, hệ thống bô nè, cảm biến khí thải nè. Em này máy móc số rin chưa chẹp. Đây là mặt keo nguyên bản của em nó chưa mở nè. Mặt keo rin nguyên bản chưa mở nha anh em. 25 form mới thì chúng ta sẽ có ABS chống bóng phanh. Nước dạy nhiệt chủ nhà thay đỏ lừng. Cái xe mà người ta chịu chăm chút đó là bà con biết nè. Nước luôn luôn là nước xịt đàng hoàng. Và đây nè, nước là chưa có dấu hiệu là mở luôn. Anh em thấy chưa? Xương đầu đẹp nè. Xương đầu là nguyên rin hết.
không có dấu hiệu là va chạm nha bà con. Đi đôi hệ thống đèn rin, tem ở dưới cao su chân đế còn nguyên thủy như thế này, hai bên đẹp như nhau nè. Keo chỉ với nó có bô rin tuyệt đối 100% nè, nắp capo nè anh em. Xe không có tí độ hơi, máy móc thì khỏi coi rồi. Đây anh em, từ cái hệ thống co nước của em nó nè, nó còn 7 màu như thế này nè. Đó, chị thấy chưa? Mới không ạ? Tem nè, tem ở dưới phần hộp số nó còn theo xe như thế này nè. Đó, sạch lắm. Ở gia đình thì bà con lấy mẫu này đi, được chưa? Hàng khủng giá rẻ là ở đây nha. Ôi giời ơi, đại gia. Da bọc xương. Đại gia đổ gia hả? Đó, bà con cụm đèn phía sau chủ nhà nè. Cụm đèn này thay khá là mắc tiền nha, lên full LED Audi hết toàn bộ nè. Full hết toàn bộ anh chị thấy không? Đẹp không ạ? Quá đẹp luôn. Con này bao nhiêu vậy? Xe này không tìm được chiếc thứ hai đâu. Anh đợi xíu đi. Form mới sẽ mở cúp điện bằng một nút bấm anh em nha, không dùng chìa khóa nữa. Pin hết. Đẹp lắm nè. Sạch không? Anh em nào yêu cái đẹp thì anh em mới chơi được mẫu này. Nha, còn ham rẻ mà ấy thì chừng anh không có đâu. Đẹp lắm. Đó, xe không có điểm chê anh chị thấy không? Vỏ độ xe cua tay quay đầy đủ các tính năng. Full chưa? Anh em trải nghiệm tiếp tục phần gầm nè. Mẫu này là tích hợp đầy đủ nha, xi nhan trên gương chiếu hậu, tất cả các tính năng ABS rồi các kiểu con là điểu luôn. SUV cái này mẫu này mẫu gầm phân khúc C thôi, không phải SUV. Đây bà con, gầm đẹp lắm. Cái thứ năm, anh em trải nghiệm tiếp tục phần cốp sau nè. Xe này có một không có hai, cho nên là đi tìm đối thủ nha, đi tìm đối thủ với anh em nè, cốp nè. Đó, từ phần nhúng tem ở dưới gầm nó còn y xì như thế này, bà con thấy cái này không? Đó, xe có chất không ạ? Đó, quan tâm mẫu này thì alo cho em, 2015 đăng ký lần đầu 2016 nha cô chú anh chị, xe chính chủ nha. Em see you and goodbye.